Dạ vâng, xin chào các bác và anh em. Theo như các bác và anh em thì những cái đôi loa chép rời thì chúng ta thường sử dụng với mục đích như thế nào? Và tại sao khi mà chúng ta lại phải mua những cái dòng loa chép rời như thế này? Đó. Khi mà chúng ta đặt được những cái câu hỏi như vậy thì chắc chắn là cái mục đích sử dụng chúng ta sẽ rất là rõ ràng. Và khi mà chúng ta mua những cái dòng loa chép rời như này thì về nhà chúng ta sẽ sử dụng được hết những cái công năng cũng như là sử dụng đúng cái mục đích và cái nhu cầu của các bác và anh em. Với những cái dòng loa chép rời như thế này thì các bạn anh em thường đó là mua về để bổ sung cái giải chép cho cái dàn âm thanh gia đình của nhà mình. Tại vì sao? Đó là bởi vì khi mà chúng ta sử dụng những cái dòng loa ấy ạ, thường thì đó là những cái dòng loa bãi, khi mà chúng ta sử dụng một thời gian dài thì những cái đôi loa chép ở chính những cái dòng loa chính nó bị có dấu hiệu đó là suy giảm tiếng chép, cái tiếng nó nghe nó không được sáng, nó không được tươi, nó không được leng keng lách tách như thế này nữa. Nhưng mà cái điều kiện kinh tế của chúng ta nó lại chưa vững và nó chưa thể làm mà có thể thay được những cái dòng loa mới về sử dụng, thì cái giải pháp mà chúng ta nghe vẫn hay mà lại tốn ít chi phí thì đó là những cái đôi loa chép rời như thế này. Và với những cái dòng loa chép rời như này thì các bạn nhà mua với cái giá rất là rẻ trên thị trường thôi. Và cái đôi bốt hiện tại các bạn và anh em đang nghe ở bên em đang có bán với giá đó là chỉ 1 triệu thôi. Chỉ 1 triệu là các bạn anh em đã có thể sở hữu cái dòng loa chép bốt. Đây là dòng loa chép bốt thương hiệu rất là nổi tiếng rồi. Tiếng nó rất là leng keng leng tách, nghe rất là phê. Và với cái model, đây là model T10 thì anh em chúng em có hai phiên bản. Đó, một phiên bản các bạn anh em có màu gỗ đấy ạ. Màu gỗ để em zoom vào các bạn anh em nhìn rõ hơn nhé. Và một phiên bản đó là màu vỏ màu vàng, nhìn rất là đẹp, tiếng nó nghe rất là sáng. Và với cái dòng loa này thì các bác và anh em về có thể ghép trực tiếp với cả âm ly, cục đẩy hay là cục đẩy nền vang của gia đình nhà mình, ghép thoải mái nhá, đánh không sợ cháy đâu. Vì cái dòng loa này, với những dòng loa chép như này thì nó không có suy hao và cũng không có tốn bao nhiêu công suất ở trong cái dàn âm thanh gia đình của nhà mình, mà lại có những cái giải chép rất là hay, cái tiếng leng keng lách tách nghe rất là sướng tai. Các bạn và anh em có thể đeo tai nghe vào và để cảm nhận rõ hơn cái chất âm đến từ cái dòng loa chép của bên em. Hiện tại thì em đang đấu với cả cục đẩy nền vang X7 DAC và trực tiếp cái con loa này. Nghe tiếng rất là sáng. Bây giờ các bác anh em có muốn em đấu thêm đôi loa G4000 này vào đây không ạ? Thì để em đấu luôn nhá. Đấy, em đấu luôn cho các bác anh em. Dòng loa G4000 này thì hiện tại thì cũng rất là được các bác anh em quan tâm. Đó, lên luôn. Dòng loa G4000 thì các anh em về chơi thoải mái tất cả những cái dòng nhạc của gia đình nhà mình. Các bạn và anh em khi mà sử dụng dòng loa G4000 thì các anh em về chơi những cái bản nhạc bolero, trữ tình hay hát karaoke rất thoải mái nhá. Và khách hàng bên em cũng phản hồi tích cực từ cái dòng loa này rất là nhiều rồi, và cũng đã có đợt được gọi là cháy hàng cái dòng loa Quốc G4000 này. Đó. Với dòng loa G4000 thì có sử dụng một bát 30 gần mút xốp. Gần mút xốp này thì những cái tiếng bát nó rất là sâu, nó sâu, nó mềm, nhưng mà vẫn có cái độ uy lực và mạnh bạo, nghe rất là phê. Hai loa chung và ba loa chép giấy, một loa chép kèn. Với cái dòng loa G4000 như này thì các anh em mua về không cần phải mua loa chép rời nhảy nữa. Đó. Nó hòa quyện vào, nó nghe rất là phê. Đây là em đánh mỗi cục đẩy nền vang X7 DAC thôi nhá. Nên là các anh em mua về đánh thoải mái, không có sợ vấn đề gì hết. Đó. Và các bác và anh em nào mà đang có nhu cầu mua những cái bộ dàn âm thanh cho gia đình nhà mình hoặc là mua những cái đôi chép rời như này thì cũng có thể liên hệ ngay với anh em chúng em qua số hotline trên màn hình, và anh em chúng em sẽ vẫn ship hàng và cũng như là gửi hàng đi cho các bác anh em trong cái mùa dịch như thế này. Và trong cái mùa dịch thì bên em vẫn có những cái chương trình ưu đãi dành riêng cho các bác và anh em, chẳng hạn như khi mà các anh em mua cái đôi loa G4000 thì sẽ nhận được một cặp mic không dây và cũng như là được tặng luôn một âm ly để các anh em về chơi luôn. Tức là
với giá đó là 9 triệu thì các anh em sở hữu ngay một bộ dàn karaoke rồi. Đó, rất là rẻ. Một sự hỗ trợ của ban lãnh đạo công ty dành cho các bạn anh em trong cái mùa dịch này. Vì tất cả chúng ta đều khó khăn như nhau và mỗi bên đều san sẻ và cùng nhau chia sẻ thì chắc chắn là sẽ vượt qua được cái đại dịch này thôi. Đó. Và các bạn anh em nếu mà thấy hay thì cho em xin một like và cũng như một subscribe ạ, để em có động lực ra những video hay hơn gửi đến tất cả các bạn và anh em. Và video của em đến đây là kết thúc rồi. Xin hẹn các bạn và anh em ở những video tiếp theo.